Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Các bạn hãy nhớ xem hết video và trả lời câu hỏi ở cuối video để nhận ngay được 50 phần quà đến từ Heo Cao Bồi nha. Wow, trời ơi, anh không cần TV đẹp trai quá à. Bắn tim nha nè. Wow, anh không cần đẹp nhân tiên quá à. Thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã yêu thương mình. Cảm ơn mọi người. Mình cũng chỉ là idol số 1 thế giới thôi mà. Không sao đâu. Đẹp trai quá à. Thế giới mày rap. Thôi mà, mọi người bình tĩnh đi. Nào, mọi người hãy bình tĩnh lại nào. Mình biết là mình cũng là ca sĩ của trường chúng ta, nhưng mà mấy bạn cứ bình tĩnh, đừng có mà la lối âm sùm vậy, người ta để ý. Cảm ơn mấy bạn. Thôi mà. Cảm ơn mọi người nhiều. Không, dậy đi học nè ông ơi. Ôi trời, khoan từ. Ui, chạy đi học rồi. Ủa, mèo xíu mi. Bạn đến để đi học hả? Đây, mình đây. Trời, đóng cửa lại nè. Ôi, xin lỗi xíu nha. Rồi, đi trễ rồi vậy ông nội, tôi đợi em hoài nè, trễ rồi kìa. Rồi, ok, đi học nè. Tính ra là hồi tối hôm qua là do là mình ngủ trễ quá, tại vì mình phải làm bài tập nữa, cho nên là hôm nay mới đi học trễ thôi. Ôi, nhưng mà khoan từ, bây giờ chưa có ăn sáng gì hết trơn, sao đi học được? Để mình xíu, mình vô mình ăn sáng đó nha. Trời, ông đi ăn sáng là muộn học sao? Đây, tôi có hộp xúc xích heo cao bồi này đó. Xúc xích heo cao bồi dạo này đang hơi bị nổi tiếng luôn á. Trời, mà xúc xích này á vừa ngon mà vừa có thể nạp năng lượng chúng ta nữa đó. Ok, thôi cảm ơn bạn. Vậy là có hộp xúc xích này là đi học được rồi nè. Ok, để mình xíu nha, mình vô mình lấy ba lô cái hai đứa mình đi học. Rồi, chúng ta cùng nhau đi học nào Sim ơi. À mà khoan đã, từ. Quên mất. Hồi tối hôm qua Sim ơi có học bài chứ vậy? Tôi nghe đâu bảo là ngày hôm nay á thầy giáo sẽ kiểm tra về cái bài gì ta, những nốt cao ở trong âm nhạc đó, bạn có học chưa? Trời ơi, không chỉ tôi học bài, tôi còn làm bài tập nữa cơ. Wow, ghê, được. Vậy thì mới xứng danh là mèo Simmy, ca sĩ nữ của trường học âm nhạc chứ. Trời ơi, thôi rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến trường học nào. Ủa mà khoan, từ. Ở phía trước có gì mà ồn ào quá vậy ta, mà thấy đông người nữa kìa. Ủa, trời ơi, cái gì mà. Ủa Sim ơi, ở phía trước là gì vậy? Tôi biết rồi, ông không biết anh này hả? Anh này nghe đồ là gì ta? Người nổi tiếng trong trường mình, rapper các kiểu đó. Cái gì? Rapper nổi tiếng trong trường mình hả? Chỉ gì nghe ngầu vậy trời. Từ, để mình lại mình xem thử coi các bạn ơi. Lại xem thử coi. Anh ơi. Thôi được rồi, anh biết là anh đẹp trai rồi. Mấy em không cần phải làm vậy nữa đâu. Trời ơi, anh đó là anh đẹp trai nhất trường, đẹp trai nhất thế giới Minecraft. Yeah. Wow, trời ơi, cái gì mà ngầu dữ vậy trời. Đã đẹp trai nè, rap hay mà còn được nhiều người hâm mộ nữa chứ. Mấy bạn nữ bao quay quá trời luôn. Trời ơi, thích thật sự á nha. Ôi, để mình vô xem nữa coi. Siêu xe được chào không? Bạn Ủa, bạn tên là Phong Cận đúng không ta? Ủa, bạn đang nói chuyện với mình đó hả? À, tất nhiên rồi. Xin giới thiệu với bạn, mình là ca sĩ top 1 tại trường. Mình nghe nói là bạn cũng có biết tài lẻ là rap riết gì đó đúng không? Mình nói thiệt với bạn nha, là bạn nên rút lui đi. Bởi vì trong cái trường này chỉ có một mình là người rap hay nhất thôi. Bạn gì đó ơi, tính ra từ nãy giờ mình đâu có nói gì bạn đâu. Tự nhiên bạn vô, bạn nói này nói nọ, rồi bạn kêu mình cái gì rút lui thì mình có làm gì đâu. Thôi, bạn đừng có nói nhiều nữa. Sắp tới trường của chúng ta sẽ có một cuộc thi rap á. Nếu mà bạn muốn á thì chúng ta so tài từ cuộc thi đó đi. Còn nếu mà bạn sợ á thì bạn nên rút lui từ bây giờ nha. Nè, các bạn kia, đừng có mà xem thường người khác nha. Tính ra là tôi chưa đụng chạm gì tới bạn hết. Bạn vô và bạn nói này nói nọ, kêu tôi là rút lui cái này cái kia, xong bây giờ còn thách thức tôi là có dám tham gia cuộc thi của trường á mà. Bạn nghĩ bạn là ai chứ? Bạn cũng chỉ là một rapper mới nổi gần đây thôi. Mà bạn làm gì bạn không hết vậy? Hả? Tôi chỉ nói vậy thôi. Còn lại cậu tự xem xét nha. Bởi vì tôi là rapper số 1 tại trường, không ai qua mặt được tôi đâu. Trời ơi, nhìn kìa. Đúng là cái đồ nổi tiếng được xíu thôi là bị bệnh ngôi sao rồi. Hey, Simmy.
Tôi nghĩ lại rồi, chắc là bây giờ á tôi sẽ tham gia cái cuộc thi rap của trường mình để chứng minh cho cái tên nó thấy rằng là tôi mới chính là nhà vô địch, không để cho hắn ta xem thường tôi vậy được, đúng không? Có chắc không? Trời ơi, cậu ta bị nổi tiếng luôn á. Thì tôi biết là cậu ta nổi tiếng, nhưng mà những cái người nổi tiếng á mà không biết rồi tôn trọng khán giả, không biết tôn trọng người khác á thì không bao giờ có thể mà nổi tiếng bền vững được đâu. Yên tâm, mình đã có cách. Bây giờ mình sẽ vô trường học, mình cố gắng mình ngồi nghĩ thật là nhiều bài rap hay là được cái gì. Được rồi, thôi đi học xem ơi. Kể mày đi. Đi học thôi. Đoạn này là phải viết như thế này nè. Dạ, anh em ta không có nhiều tiền. Yeah, anh em chơi là không giả dối. Yeah, thương nhau nhiều, hợp xúc xích cũng chia đôi. Yeah, trời ơi, viết vậy là hợp lý luôn. Wow, mình sẽ đặt tên cho bài này là anh em tốt. Khoan từ. Sao tự nhiên thấy đói bụng quá vậy ta? Ủa, cậu tiếng gì mà nghe tiếng trống vậy? Ủa, sao cậu ổng nghe tiếng gì không? Nhưng ruột gì dữ vậy ta? Thật ra là cái tiếng đó là cái tiếng bụng của tôi kêu á Sim. Xin lỗi nha. Cái gì mà bụng vô to vậy hả? Thì tại sáng nay tôi đi học á, tôi quên ăn sáng cho nên là giờ đói hơi đói bụng xíu. À mà quên mất. Tính ra là tôi có mang theo xúc xích heo cao bồi nè mà tôi quên luôn á. Mà cái xúc xích này là sáng nay là Simi cho tôi nè. Simi cũng có mà đúng không? Đúng rồi. Còn vị xúc xích của mình đó chính là vị xúc xích thịt nướng phô mai. Trời ngon quá vậy ta. Ok, được rồi. Vậy thì bây giờ á, tranh thủ á, lúc bây giờ ra chơi nè, hai đứa mình ăn đi. Ăn xong rồi tí nữa còn vô học tiếp nữa. Đây. Tôi là tôi mới vừa sáng tác được cái bài rất là hay luôn. Bây giờ ăn thêm gọi là xúc xích heo cao bồi vô tăng thêm năng lượng đó thì tôi sẽ viết một cái bài hay hơn nữa. Ok. Tính ra là cái xúc xích heo cao bồi ngon ghê quá. Mày sáng nay xin cho tôi thôi, giờ không biết ăn gì. Ngon. Rồi sao nữa? Yên tâm, đói thì kêu tôi cho ông tiếp. Tôi còn nhiều xúc xích heo cao bồi lắm á. Cảm ơn nhiều. Nhưng mà Sim ơi, tính ra nha, tôi để ý á là cái hộp heo cao bồi của Sim á nó có hình cái con heo nhìn dễ thương quá. Xin thử để cái hộp lên trên bàn cho tôi coi thử coi. Đây, hộp xúc xích heo của tôi nè. Thấy không? Wow, trời ơi mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa, ở phía trên cái hộp á nó có một cái hình của một chú heo. Cái này là heo cao bồi nhìn đáng yêu dễ sợ luôn mấy bạn. Ủa cái gì vậy? Sao cái hộp nó sáng lên vậy? Ôi tôi không biết. Trời ơi, cái con gì đây? Hello, xin chào bạn nha. Hello bạn không cần. Ủa khoan từ, sao cái bạn này nhìn giống cái bạn heo cao bồi ở trên cái hộp xúc xích heo cao bồi vậy? Đâu Sim ơi, Sim lấy cái hộp ra coi. Y chang nè. Ô khoan từ, Sim đứng im coi, Sim đứng im coi, từ để tôi xem. Ui, ở trên cái nắp hộp nè bạn. Wow, nguyên cái hình luôn. Wow, y chang luôn, trời. Chính xác rồi. Xin giới thiệu với các bạn, mình chính là heo cao bồi đây. Wow. Trời ơi, nhìn bạn ở ngoài đời thật á, nhìn còn dễ thương hơn cả trong hình nữa đó. Trời ơi, đáng yêu quá à. Chứ còn gì nữa. Mà bạn không cần ơi, hồi nãy mình có nghe bạn ngồi viết rap á, mình thấy bạn là một người viết rap rất là hay luôn. Tại sao bạn không đi thi cuộc thi rap của trường đi? Ủa, vậy là từ nãy đến giờ bạn có nghe mình rap á hả? Wow. Chứ còn gì nữa. Hey, hồi nãy giờ mình đứng ở ngoài cửa để nghe bạn rap đó. Mình ngồi nghe bạn rap hay quá trời hay luôn á. Mình nghĩ rằng là bạn rất là một người có rất nhiều năng khiếu luôn á. Bạn nên đi thi đi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Cảm ơn bạn vì đã khen mình. Mặc dù á mình biết rằng là khả năng rap của mình á cũng tạm ổn thôi chứ cũng không quá là hay đâu. Nhưng mà nhắc đến cái cuộc thi á là mình lại thấy lo lắng à. Tại vì á mình á vốn dĩ là một người có tính tình khá là nhút nhát, mình không có dám đứng trước mặt mọi người mà rap. Mình không biết là có thi được không nữa đây. Tại sao bạn lại tự ti tới như vậy chứ? Thôi được rồi, nếu mà bây giờ á bạn mà muốn thi á, mình heo cao bồi sẽ giúp đỡ bạn. Bạn chịu không? Cái gì? Bạn sẽ giúp mình á? Đúng vậy, mình sẽ cố gắng giúp bạn hết sức có thể đi thôi luôn. Nhưng mà bạn sẽ giúp mình bằng cách nào đây? Bằng cách nào á thì lúc sau bạn có biết, còn bây giờ thì bạn đi theo mình, đi thôi. Ok. Đi thôi. Anh em chơi là không giả dối, thương nhau nhiều ổ bánh chia đôi, sẽ cùng nhau bước lên chiến thắng, anh em cố gắng chẳng ngại xa xôi. Yeah. Đó. Wow. Hay quá Bông ơi. Wow. Cảm ơn. Trời ơi, cảm không ơn bạn. Ngờ là bạn rap hay tới vậy luôn á. Trời ơi, cảm ơn các bạn. Mình biết là cái bài rap của mình vừa rồi á nó cũng chưa gọi là hay lắm đâu, cho nên là mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Nhưng mà mình mới rap có chút xíu thôi mà mình mệt quá.
Không biết là có gì uống hay là có gì ăn để có thêm năng lượng không chứ mình mệt quá. Có chứ, có chứ, có chứ. Hả? Đây, bây giờ bạn hãy ăn xúc xích heo cá bò này vào đi. Đây, ủa? Đó chắc chắn sẽ là một cái món ăn để giúp bạn nạp năng lượng. Ồ, lại là xúc xích heo cá bò sao? Trời ơi, mình thích món này lắm. Hồi sáng nay Simmy đưa cho mình ăn á, mình mê luôn mà. Ok, cảm ơn bạn nha. Bây giờ mình sẽ lắc nó lên. Lắc 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 lắc. Lắc nó lên. Ok. Rồi, ăn nha. Trời ơi, ngon quá bạn heo cá bò ơi. Nhưng mà bây giờ cũng có năng lượng lại rồi. Bây giờ mình cảm thấy lo quá bạn heo cao bòi ơi. Bạn lo? Ủa bạn đang lo về điều gì mới được? À, mình lo là bởi vì á, hồi nãy mình ở trên sân khấu nè, là trong lúc mình đang rap cho mọi người nghe thì chỉ có hai người nghe thôi, cho nên là mình không thấy sợ. Chứ sắp tới đây á, mà rap á, rap cho nhiều người nghe, trời ơi chắc là mình rung chết luôn á. Thì ra đó là lý do bạn sợ sao. Nhưng bạn yên tâm đi, đây á cũng là một phần dễ rồi. Mình sẽ cố gắng giúp bạn để khắc phục điều này. Bây giờ bạn cùng nhau đi theo mình nha. Mình sẽ cố gắng giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi này. Đi thôi. Ủa được hả? Ok ok. Đi đây. Meanwhile. Cái gì vậy heo cao bồi? Sao giống không? Thể hiện như nào? Ủa sao bạn còn đang chờ đợi điều gì nữa vậy? Trời ơi, heo cao bồi ơi, mình đã nói với bạn á là mình sợ đám đông rồi, mình không có dám rap trước mặt mọi người. Mà bây giờ bạn đưa mình tới đây, nhiều người quá sao mình dám rap được? Trời ơi, bạn cứ yên tâm đi, tất cả những người ở đây á đều là mô hình thôi. Bây giờ bạn cứ tưởng tượng như là họ là người thiệt đi, để bạn lấy tự tin bạn trình diễn cho nó tuyệt vời. Ủa hóa ra chỉ là mô hình thôi sao? Ủa thiệt không vậy? Đúng sao rồi, giống người đây là mô hình thôi á. Đúng rồi, bạn thấy không? Tất cả mọi người đều ngồi yên nè. Rồi ok được rồi. Vậy thì để mình thử. Khoan đã. Trước khi mà bạn thể hiện trên buổi trình diễn của bạn á, bây giờ bạn phải nạp năng lượng bằng cách ăn xúc xích heo cá bò để lấy tinh thần. Mình quên mất. Cảm ơn bạn nha. Ok. Ok, cố gắng lên. Hít thở đều nè. Ok. Hát thôi. Và đó là anh em tốt, sẽ nắm tay phát triển cùng nhau. 8 người hùng hero team, sẽ mãi mãi là bạn về sau. 1 người ngã, 7 người đỡ, là cách sống anh em chúng ta. Để rồi một ngày anh em thành công, bọn mình tự hào như hát quốc ca nha. Tôi xin kết thúc màn trình diễn của tôi ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn Simmy, cảm ơn heo cao bồi gì đã ủng hộ mình nha. Cảm ơn mấy bạn. Hay lắm, đúng rồi, phải hát như vậy đó. Trời ơi, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Nhờ có heo cao bồi với Simmy mà bây giờ á, mình đã cảm giác là mình đỡ sợ đám đông hơn rồi. Mình không còn cảm thấy sợ khi mà đứng trước mặt mọi người nữa. Mà hát hay mà, cố lên. Thôi được rồi, heo cao bồi. Bây giờ á thì mình đã có thể hát được ở trước mặt mọi người nè. Bây giờ còn có cái thử thách gì khác nữa không? Có chứ, bây giờ chúng ta sẽ phải đến với thử thách tiếp theo, bạn đi theo mình. Ủa, rồi bạn heo cao bồi ơi, rốt cuộc cái thử thách tiếp theo là gì mà tại sao bạn lại đưa mình vào trong cái lớp học rồi bàn ghế đâu hết trơn rồi? Hả? Thử thách tiếp theo của chúng ta là một thử thách cực kỳ khó, bởi vì bạn muốn trình diễn tốt á, bạn phải biết nhảy, cho nên thử thách lần này của chúng ta đó chính là bạn phải học nhảy. Hả? Cái gì? Học nhảy á? Thôi không được đâu, mình á đã rap cũng đã rung lắm rồi, mà bây giờ bạn kêu mình là vừa rap mà vừa nhảy nữa, làm sao mình làm được? Bởi vì như vậy cho nên đó là ngày hôm nay mình đã có mời tới đây một giáo viên để dạy nhảy cho bạn. Đây xin giới thiệu, giáo viên của chúng ta chính là Ayo, what's up, cô chính là giáo viên nhảy nhảy đây. Wow, trời ơi, hóa ra đây chính là cô giáo dạy nhảy của chúng ta sao? Trời ơi, nhìn cô hip hop dữ. Đúng vậy em. Dạ dạ, em chào cô ạ. Mà heo heo cao bồi ơi, vậy là bây giờ tôi phải học nhảy chung với cô này hả? Chứ còn gì nữa, bây giờ cậu phải học nhảy với cô giáo thì cậu mới thể nâng trình, nâng khả năng của mình được chứ. Nhưng mà khoan, trước khi mà cậu học nhảy á thì bây giờ cậu cần phải nạp năng lượng để tí nó học nhảy. Đây, ăn xúc xích heo cao bồi vô đi. Rồi ok ok, nhưng mà khoan từ từ. Heo cao bồi ơi, bạn qua đây mình nói nghe nè, qua đây. Gì vậy? Gì? Mình nói bạn nghe nè, mặc dù á là mình biết là bạn muốn giúp mình, nhưng mà rap thì mình tự tin, chứ nhảy á thì mình không dám đâu, mình không có nhảy được. Bạn yên tâm đi, bây giờ bạn chỉ cần á nạp năng lượng vô, sau đó là bạn sẽ cùng học nhảy với cô giáo này, chắc chắn bạn sẽ nhảy cực kỳ đẹp. Rồi được rồi, mình tin bạn lần này á. Nhầm. Rồi ok, có sức để tập rồi nè. Ok. Dạ cô giáo ơi, em hôm nay em rất là muốn cô sẽ chỉ cho em làm sao để em có thể nhảy đẹp, để em có thể tham gia cuộc thi sắp tới. Hy vọng là cô sẽ giúp em ạ. Được rồi, bây giờ em hãy coi cô làm mẫu nha. Hãy cha. Trời ơi cô ơi,
cô nhảy đẹp lắm luôn á. Thôi, nhìn mới thật sự. Ok, nhưng mà heo cao bồi ơi, tính ra mấy cái động tác này á, nhìn khó quá à. Tôi không biết tôi có học được không nữa. Yên tâm đi, chắc chắn là cậu sẽ học được mà. Với lại là cậu phải nhảy khó vậy á, thì nhảy nó mới đẹp đúng không? Rồi ok ok. Dạ cô. Trước tiên em xin mời cô một hộp xúc xích. Cái này coi như là món ăn em mời cô trước khi chúng ta học nhảy nhé. Dạ. À trời ơi, dễ thương quá ta. Ôi dạ. Được rồi, cô rất cảm ơn em. Và em đã chuẩn bị sẵn sàng học những quả điệu nhảy hip hop chứ nào. Ui, chà, dạ. Em sẵn sàng rồi. Hay lắm, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học thôi. Let's go. À, heo cao bồi, bạn thấy thế nào? Nhìn mình nhảy có đẹp không? Wow, đẹp quá Phong ơi. Cậu nhảy đẹp quá à. Trời ơi, cảm ơn cô rất là nhiều nha. Bây giờ em mà có thể nhảy được những cái động tác nó uyển chuyển như thế này rồi. Cảm ơn cô. Wow, em bây giờ nhảy đã rất là đẹp rồi. Chúc mừng em nha, đúng là học trò của cô. Dạ vâng ạ, à. Cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Phong ơi, hả? Bây giờ á là tớ thấy á là cậu biết nhảy cũng đã biết rồi, biết hát cũng đã biết rồi. Vậy thì á, cậu hoàn toàn tự tin để có thể tham gia được cuộc thi ở trường rồi đó. Đúng rồi, bạn nói rất là đúng. Mình nghĩ là bây giờ mình đã đủ tự tin rồi. Cảm ơn heo cao bồi rất là nhiều. Cảm ơn cậu vì đã giúp mình. Thôi được rồi, bây giờ hai đứa mình cùng nhau đi mua quần áo mới để chuẩn bị cho cuộc thi nào, được không? Được, đi thôi. Ok, đi thôi. Dạ, em cảm ơn cô rất là nhiều ạ. À. Cảm ơn cô vì đã giúp cho em. À, nhất định là nếu như mà giành được phần thưởng á, em sẽ mời cô đi ăn nha. Cảm ơn cô. Trời ơi, tuyệt vời. Chúc em may mắn nha. Dạ, dạ vâng ạ. Tạm biệt cô ạ. À. Được rồi, heo cao bồi. Hai đứa mình đi thôi. Let's go. Đi thôi. Ước mơ bạn là gì? Là công chúa, là hoàng tử hay là anh hùng nhí? Để tôi kể cho bạn nghe về đất nước mình nha. Cầm ngày che cười người sắc chỉ thanh giống như sức mình nè. Ngôi chính ngàn là chính cửa, ngôi chính hồng mau. Sơn tinh thủy tinh bạn đã nhớ chưa nào? Năm châu bốn bể về muôn ngàn khác nhau. Con rồng cháu tiên tài tạc vẫn mãi tự hào. Dạ, yeah, cảm ơn tất cả khán giả và ban giám khảo. Em đã hát xong rồi ạ. Bài hát của em rất là hay. Cô cho 100 điểm. Đúng thật là bài hát của em thật sự làm cho ta rất ấn tượng. Nhưng mà vẫn còn hơi bị thiếu một chút gì đó. Cho nên ta sẽ cho em 99 điểm nha. Không biết là số điểm của mình sẽ là bao nhiêu đây. Wow, 99 điểm luôn hả? Dạ, cảm ơn khán giả và ban giám khảo ạ. Cảm ơn mọi người. Ôi, trời ơi, mình rung quá heo cao bồi ơi. Không biết rằng là liệu mình có chiến thắng được không đây. Ôi, rung quá à. Thôi được rồi, cậu cứ bình tĩnh đi. Dù có chiến thắng hay không á, thì cậu cũng đã phải cố gắng hết sức rồi mà đúng không? Thôi, bây giờ trước khi lên sân khấu á, tôi sẽ cho cậu một hộp xúc xích heo cao bồi để nạp năng lượng nè. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Được rồi, mình sẽ ăn hết hộp xúc xích này để lấy năng lượng và lấy thêm sự tự tin để lên sân khấu biểu diễn mới được. Ok, ăn thôi. Ok, cảm ơn heo cao bồi rất là nhiều. Mình đi đây. Cố lên. Cố lên nha. Dạ, xin kính chào các ban giám khảo và quý vị khán giả. Em... trời, rung quá. Em xin giới thiệu, em tên là Phong Cận ạ. Hôm nay em sẽ rap một bài được mang tên là Anh Em Tốt. Xin quý vị khán giả và ban giám khảo cùng lắng nghe. Ok, bình tĩnh. Cho em xin nhạc ạ. Bắt đầu thôi. Dù lớn bé ước mơ tôi vẫn thường mong muốn rằng ngày Tết mình sẽ đi khắp bốn phương. Yeah, pháo đỏ hoa mai trên khắp nẻo đường đi mừng tuổi lì xì và luôn có bố mẹ thương. Và quý vị khán giả đã nghe bài rap trình diễn của em vừa rồi. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Wow, quá là hay luôn. Cho em 100 điểm. Ôi, đúng thật, đây là một màn trình diễn rất là hay. Em vừa biết rap rất là tốt mà còn biết nhảy rất là đẹp nữa. Chúc mừng em. Thầy thích rồi đó. Thầy cho em 100 điểm luôn. Trời ơi, Phong Cận, em nhảy hay quá. Đúng là học trò của mình mà. Chúc mừng em. Dạ. Em cảm ơn thầy cô rất là nhiều. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều ạ. À. Cảm ơn quý vị khán giả. Ok, được rồi, để xem coi số điểm của mình là bao nhiêu đây. Ngước lên xem thử coi. Số điểm của mình là 100 điểm. Wow, trời vui quá. 100 điểm. Ủa trời, vậy là hơn các bạn kia 1 điểm. Vậy là mình giành chiến thắng rồi. Wow, yeah. Mình ơi.
ơi, chúc mừng cậu Pháp ơi. Heo cao bồi, trời cảm ơn cậu rất là nhiều nha. Dạ, xin quý vị khán giả dành cho em một phút để em được tâm sự ạ. Dạ, xin giới thiệu với mọi người, cái bạn heo đang ở trên sân khấu đây chính là heo cao bồi, là một người bạn của em. Bạn ấy chính là người đã giúp đỡ em để em có thể tự tin và trình diễn trên chương trình này đó ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Heo cao bồi ơi, vậy là bây giờ chúng ta đã giành được giải nhất rồi đó. Mình được tận 100 điểm luôn đó heo cao bồi ơi. Mình biết là cậu sẽ làm được mà. Trời ơi, được rồi Phong ơi, bây giờ biểu diễn cũng đã mệt rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau nạp năng lượng bằng cách ăn xúc xích heo cao bồi thế nào? Wow, ok, được rồi, mình một hũ, bạn một hũ, chúng ta cùng nhau cùng ly nào. Ok, cùng nhau ăn thôi. Yeah, ăn thôi. Ngầm. Ai, đúng thiệt, xúc xích heo cao bồi đúng là số 1 luôn mấy bạn ơi. Ok bạn ơi, vậy là coi như trong tập này mình đã cùng với bạn heo cao bồi, hai đứa mình đã cùng nhau vượt qua những thử thách và bây giờ mình đã đạt được giải nhất của chương trình rồi. Mấy bạn có thấy mình hay không nào? Siêu hay không thì hãy nhớ comment bên dưới và nhấn nút like cái video này ủng hộ cho mình nha. À mà quên nữa, nếu như bạn nào mà thích ăn xúc xích heo cao bồi á thì mấy bạn hãy nhớ tham gia một cái câu hỏi này của mình ở bên dưới phần comment nha. Câu hỏi của mình đó chính là mấy bạn thích nhân vật heo cao bồi này nhất ở điểm nào, thì mấy bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết. Và sau đó nếu như mà mình thấy rằng bạn nào comment càng nhanh nè và càng đúng á thì mình sẽ gửi tặng đến cho mấy bạn 50 phần quà luôn nha bạn nha. Và mỗi bạn sẽ được 10 hũ xúc xích heo cao bồi vô cùng gọi là thơm ngon luôn đó. Mấy bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Heo cao bồi ơi, chào mấy bạn đi. Heo cao bồi sao đứng im vậy, chào mấy bạn đi. Ok, tạm biệt các bạn nha. Are the king, hello team, hello team.